Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với sự tham gia của 29 họa sĩ và 29 bức tranh sơn mài, được vẽ từ chất liệu sơn tà thuần khiết với nhiều đề tài và phong cách thể hiện. Người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố phường Hà Nội, cầu Thê Húc, nhiều bức tranh phong cảnh, vẻ đẹp của hoa sen, cảnh sinh hoạt và cả những cổng làng, ngõ nắng, những đề tài mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Tất cả đều được thể hiện trong vẻ đẹp lộng lẫy của sơn tà. Sơn mài Việt Nam nó quá trình phát triển từ năm 1930 đến bây giờ nó được 70-80 năm rồi, và nó qua rất là nhiều thế hệ rồi. Và cái nhóm sơn ta thì tôi có cảm giác là họ đang còn tập trung để tiếp tục khai thác cái truyền thống của sơn mài Việt Nam trên các cái chất liệu mà đã dùng từ trước. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cũng chỉ là sơn then, rồi là sơn cánh gián, rồi là có màu đỏ, màu vàng và một vài cái màu cơ bản, chai với son, chai chẳng hạn hay là ốc chẳng hạn, thì người ta vẫn dùng những cái màu cơ bản nhất ấy của thời kỳ đầu tiên và để sáng tạo ra những cái tranh cho cái giai đoạn hiện đại này. Thì tôi thấy một cái thành công đầu tiên đó là có nhiều tác giả vẫn đi sâu vào cái tranh theo lối hiện thực, nhưng mà đã có một cái cách nhìn, người ta nhìn vào tranh người ta thấy là rất kỹ càng, rất chi tiết, nhưng nó lại là của cuộc sống đương đại. Triển lãm nhằm kỷ niệm một năm ra đời của nhóm họa sĩ sơn tà Việt Nam, những họa sĩ tự nguyện liên kết thành nhóm, sinh hoạt nghề nghiệp, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên trên tinh thần kế thừa, phát huy thành tựu của các thế hệ họa sĩ đi trước, tìm tòi sáng tạo nhằm góp thêm tiếng nói, khẳng định những giá trị độc đáo của tranh sơn mài Việt Nam. Cái cuộc triển lãm lần thứ hai này thì anh em đã có sự thống nhất, đó là tất cả cùng chung một cái kích thước chiều cao là 1m2. Còn chiều ngang có thể là thay đổi tùy theo sở trường của từng họa sĩ. Chính vì cái tất cả cùng thống nhất một cái kích thước chiều cao như vậy, cho nên là khi các bạn có thể xem thì thấy một phòng tranh nó có một cái gì đó, một cái như một cái đội quân, mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả thể hiện được cái sức đồng tâm, một cái sự đồng thuận của tất cả anh em cùng chung một quan điểm, một hướng. Có thể thấy, với chất liệu sơn tà, các họa sĩ có khả năng thể hiện sinh động và truyền cảm những thông điệp của mình cũng như cảm nhận về cuộc sống. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.